Vâng, xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẹo nhỏ về một số dụng cụ lao động cơ khí rất cần thiết cho gia đình và các công trình xây dựng và những người làm cơ khí. Một cái dụng cụ rất là hữu ích nhưng thường thường thì sẽ xảy ra cái hiện tượng nó sẽ bị kẹt. Điển hình là ở cái máy mài. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ ở cái máy mài. Và khi xảy ra cái hiện tượng đó thì tôi đã nghĩ là và thiết kế là một cái mẹo nhỏ cho ông anh tôi làm việc, và bây giờ nó đã tương đối là ok và rất là dễ dàng tháo cái lưỡi ra. Đó là tôi sẽ nói đến cái máy mài này. Cái máy mài này, tí nữa tôi sẽ bật mí cho mọi người xem là làm sao tôi đã thiết kế những gì mà nó lại dễ dàng hoạt động và ổn định được cái máy mài này khi các bạn tháo lắp nhé. Dưới chân tôi là ba cái dụng cụ mà anh em bên xây dựng hoặc là về một số ngành nghề cơ khí rất cần thiết. Trước hết là cái máy khoan, anh em nào về bắn tôn bắn tiếc mà làm cơ khí là rất cần thiết đến cái này, cái máy khoan này nhá. Máy khoan mình mua cái loại là cũng tương đối bình thường, khá khá thôi. Các bạn đừng mua cái loại rẻ tiền quá thì sẽ nhanh hỏng tiền nào của đấy. Và đây là cái máy đục. Cái máy đục này thì để chuyên để đục quét những cái tường và có thể đục bê tông cỡ nhỏ. Còn máy đục bê tông cỡ to thì nó phải công suất lớn hơn. Và những bác thợ xây thì không thể thiếu cái dụng cụ này. Đó là cái điếu cày. Thì mọi người khi mà đi xây dựng ấy, thì phải có cái món này để nó phê phê cuộc đời nhá. Mình hít không kêu mọi người. Thì cái dụng cụ này thì rất cần thiết nhưng mà bỏ ra một bên. Nhưng mà cái mục tiêu chính, cái nội dung chính sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người nhá. Nội dung chính hôm nay là cái máy mài. Máy mài và máy cắt. Khi các bạn lắp lưỡi vào thì nó máy cắt, và cái lắp lưỡi máy mài thì nó là máy mài. Đó, máy cắt. Và cái máy mài này mình mua 650 thôi, nhưng mà dùng hết công trình này vẫn chưa hỏng mọi người. Còn mình đi ship hàng có những cái máy mài chỉ 300 thôi, nhưng mà thực tế thì đi giao hàng có ra họ chạy cũng nóng thôi, vì nó là hàng Trung Quốc thì có rủi ro cao. Và mình sẽ đi vào điểm chính của cái máy mài này. Mình đã thiết kế được những gì để cho khi mình tháo lắp vào nó dễ. Khi anh em mà sử dụng máy mài này, các bạn cắt bình thường không sao, nhưng khi các bạn cắt cây sắt lớn hoặc là các bạn cắt gạch hoặc là cắt cái gì vào phần tường bê tông gì đó thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng kẹt cứng cái lưỡi này các bạn nhé. Kẹt cứng cái lưỡi này và tháo ra cực kỳ khó khăn. Đó, thì mình chia sẻ cái nội dung chính là như thế. Còn những mọi người bảo để mài mài những cái nhỏ nhỏ bình thường ấy thì nó có thể là nó tháo là dễ dàng. Nhưng khi mọi người mà ép nó làm việc vào những cái điều kiện khắc nghiệt hơn, khi các bạn cắt gạch hoặc là các bạn cắt vào tường bê tông và khi xây dựng thì bắt buộc mọi người phải sử dụng những cái dụng cụ và cần thiết. Nếu mà không có những cái công cụ hỗ trợ này thì nó sẽ rất là khó khăn. Và cái máy mài này nó công suất của mình mua là nó 850W thì nó cũng khá là mạnh. Và ngày trước mình có lắp cái lưỡi cưa gỗ vào cũng cắt ầm ầm luôn. Và hôm nay cái nội dung chính thôi mình chia sẻ với mọi người. Thường thường thì anh em đây mình sẽ ngồi gần lại. Anh em cắt những cái mảng bê tông hoặc là cắt gạch đó thì mài thì nó bình thường nhé. Nhưng mà khi các bạn mà cắt những cái gạch men hoặc là cái gì đó thì nó sẽ có lực siết vào cái trụ này, nó rất là chặt. Và những cái vặn ấy, có cái để khi các bạn tháo lắp ra này, tháo lắp ra thì nó kẹt cứng, thậm chí các bạn tháo rất là khó tháo.
Và những cái máy tầm cỡ trung bình khá này thì khi mở ra rất dễ bị cong cái này, rất dễ bị cong cái cần để tháo ra, và mình đã cho nó ra đi rồi. Khi mà đợt đấy thì nó cong thì không thể tháo được, và mình đã thiết kế là như thế này để mình chia sẻ đến anh em. Thì bình thường thì anh em thì chỉ ấn cái nút này à, ấn cái nút này thì nó sẽ giữ lại và tháo. Còn các bạn có một cái sắt chọc vào hai cái lỗ này thì để tháo, để tháo. Nhưng mà khi các bạn mà vặn chắc rồi và khi các bạn hoạt động ở trên tường hoặc là cắt gạch thì nó lực tì xiết rất là khó tháo ra các bạn nhé. Và hôm nay mình đã thiết kế cho anh mình để tháo ra một cách dễ dàng nhất và không mất cái lực, không mất sức nhiều và rất dễ dàng. Đây mình sẽ sử dụng cái cờ lê 23 này để tháo cái lưỡi này. Đó, các bạn thấy là cái này chuyên cắt gạch với lại cắt ấy, nên là lực tỉ xiết nó rất là kinh khủng. Giờ mình sẽ vặn nó rất dễ dàng thôi. Còn cái đồ nguyên bản của nó ấy, thì tháo rất là khó. Đó, mình tháo ra đây. Thì mình chia sẻ với mọi người mình đã làm gì và để cho cái con máy mài này đã tháo ra rất là dễ dàng, đúng không? Các bạn nhìn này. Mình đã lấy máy mài to để mình mài thì vát đi hai cái cạnh này nhá. Vát đi hai cái cạnh này vừa với cái độ của cờ lê 23 này. Các bạn nếu mà các bạn mài vào sâu quá thì nó sẽ đi vào cái điểm này thì nó sẽ không hợp lý này. Đó, mình vẫn để cái vòng tròn chỗ này để khớp với cái lem ở bên trong của máy mài nhá. Thì nó vẫn đảm bảo được cái độ chắc chắn của khi mình ghép nối vào máy mài và vẫn ok khi nó kết dính với lại cái lưỡi cắt lưỡi mài nhá. Sẽ kết dính lưỡi cắt lưỡi mài hợp lý. Đó. Thì khi các bạn hôm nay mình chia sẻ để mọi người có thể thiết kế theo cách của mình, thì các bạn mài bình thường thì không sao cả, nhưng khi các bạn mà tạo là cái áp lực lớn cho nó siết vào rất là chặt, và cái sắt tháo của cái máy mài nó rất là nhỏ và yếu, không thể tháo nhiều lúc tháo nó kẹt quá mà mình thậm chí mình vặn xuống mà nó cong cả đi, cong rất là khó tháo. Mình đã thiết kế là như vậy. Thì anh em nào mà có máy mài ấy, rất đơn giản thôi, các bạn mài đây, mài đúng hai cạnh nhé. Mài chuẩn hai cạnh luôn để cho cái chốt ở ngoài này nó vừa với cái cờ lê 23 nhé. Chắc chắn phải cờ lê 23. Cờ lê 23 này thì các bạn chuẩn xác là phải cờ lê 23. Đó, để mình lắp ghép vào cho các bạn nhé. Vừa khít chưa? Đó, vừa khít rồi thì khi các bạn mà thao tác tháo ra hoặc là lắp vào, vì cái đòn bẩy này, lực đòn bẩy này nó vặn vào rất nhẹ nhàng nhưng cái lực siết nó rất là chặt, cực kỳ chặt luôn, và các bạn tháo là không thể mất sức và không sợ bị cong cái đòn cái tháo của cái máy mài. Cái tháo của máy mài nó rất mỏng manh và chất liệu nó không hề cứng tí nào cả, nó chỉ mềm mềm vậy thôi. Khi các bạn tháo lực siết mạnh là nó sẽ bị cong. Nhưng khi hôm nay mình đã thiết kế được như thế này rồi và làm hết công trình xây dựng của nhà mình rồi thì tương đối là ok và cực kỳ chắc chắn. Thì hôm nay mình chia sẻ đến mọi người để mọi người biết được có thể mài hai cái góc cạnh này đi. Mài hai cái góc cạnh này đi mọi người nhé. Mài hai góc cạnh này đi thì bây giờ mình sẽ thực hiện lắp vào. Đó. Thì đây là cái lưỡi cắt này, thì mình sẽ lắp cái phần này vào. Mình sẽ lắp cái phần này vào.
rất là đơn giản nha mọi người ơi. Lắp vào phần này vào và rất là cân cốt. Đó, bây giờ mình sẽ lắp cái phần này vào. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó, vẫn đảm bảo được cái tính chắc chắn, độ chắc chắn nhé. Mọi người sẽ lấy cái cơ lê này, siết chặt vào. Đó, vậy mình chưa ấn cái nấc kia chuẩn rồi. Các bạn cầm cờ lê vào, các bạn siết chặt nhé. Siết chặt vào thì nó nhẹ nhàng thôi đó. Mình chỉ hơi kéo khe khẽ mà cái lực này nó cực kỳ chắc rồi nhé. Cực kỳ chắc rồi. Ok mọi người ơi, thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người là các bạn mài hai cái đầu này vào, mài hai cái đầu vừa khớp với cái cờ lê 23 ấy, vừa khớp với cờ lê 23 để mọi người thao tác tháo ra hoặc lắp vào dễ dàng, hiệu quả và không mất thời gian, không mất sức lực. Thì hôm nay mình chia sẻ mọi người về cái máy mài nào công suất lớn hay công suất nhỏ cũng đều có thể các bạn mài hai cái lầu này đi và dùng chính xác mà phải dùng cờ lê 23, chắc chắn là phải dùng cờ lê 23. Cái cờ lê 23 này chắc mấy chục đây, hình như 35 thì mình mua này. Dùng khá là chắc chắn thì mọi người vặn tháo ra lắp vào cực kỳ dễ dàng. Thì cái này mình đã nghĩ ra và mình thiết kế ra chứ chả ai dạy mình cả. Mình nó rất đơn giản thôi, nhưng nhiều người không biết thì tháo ra. Mọi người sử dụng với cường độ cao thì nó sẽ siết chặt vào, rất là khó tháo. Nhưng mà mình đã thiết kế là như thế và chia sẻ đến mọi người để mọi người làm việc được hiệu quả, không mất thời gian, không mất sức khi tháo lắp và thay cái lưỡi của máy mài này, và thay lưỡi cắt hoặc lưỡi mài để mang đến công cụ hỗ trợ giảm thời gian, công sức của những anh em bên ngành điện nước, bên ngành cơ khí và có thể sử dụng hàng ngày. Thì video clip hôm nay thì mình chia sẻ đến mọi người thấy hay thì cho mình một like, subscribe ủng hộ kênh mình nhá. Mình chia sẻ những cái điều thực tế hữu ích nhất trong cuộc sống đưa đến mọi người. Video clip của mình đến đây xin tạm dừng và chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Có gì hay thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người nhá. Chào các bạn.